Lúc này nên kinh nhau chứ tìm mệt rây nơi bên này một chút khi nhóm nâng bộ đồng miên đã ra nâng cộng sản. Sự lòng ní, bằng hành khuôn lực ní, đôi bệnh niên khốn nông rương ní tiền. Chân kể hạ thầm bộ xí ná, bàn rê ca thả, cả bị lệnh nghệ thương ngay tìm bởi mùi, khai thân nôn ní đã ra xâm đá anh sợi, lý vi phí. Bạn bằng hành khuôn nông khốn nông bệnh tìa ca mùi đài sọp sai dì hào cửa ngà lăng cạp, bệnh lũng đạo cộng bộ mùi. Cộng phong tiện tiên chấm nạp ở rộng chế khăn lư bẩn đánh. Sa bộ đồng miên có đôi chia mà hai chuôn tiền bụng chế sát đánh. Ní cư chế ca bằng hành luôn lực đồng bông bổng hốt khổ nông bởi tế chân. Đại đá ra xâm đánh xây tu ong siêu lùng nỉ rụp ní. Ban trở lọc một vinh bẩn tố bi. Ban từ xa hà rốt ẩm rích ở rời dịa bêl chế chế đoàn khai. Khổ nông ca thốt xa phép dân ở rừng mù lạn. Giang nà mây như rụp hiếp nở khổ nông bởi tế ca ní. Rồi bỏ niềng bàn thua oi nịa côm trô phía bảo chế khăn. Bọn tùa bị bán. Sở tùm nguồn đòi bán chục chế bộ. Kê bán sở kết khuyên thả lý vi phí. Phạp đô tiền sông đài niềng mơ tư. Miền riêng tô chiếng môn nâng sở. Sát cằn tà thuê đoàn. Lớp bình nít tư tiết sao. Chia mùi rô vên ổn lại ổ đấy bộ bộ phê. Đại lộ rộng lịch chứa mũi cắt đấn à lăng cả bùa mía liệt tật bạc vật chia xa xóm nâng xa bay xo mót hay rồi luôn rồi bỏ niên thêm tiếng bỏng biệt cương à lăng cả tiệt phỏng núp bàn thua ôi đá ra xây quay xăm xa bay chân nam rùm đi đôi chia bệnh niên nồng rường bệnh nế tiên bật bất tay mà đòn. Bộ đồng miên đá ra nâng cầm sàn thì bị phép áo khói đăng nằm lây làng chạp mùi lược rồi bỏ toàn chăn xe mà có cóp đòi bị mơn đồ lạ. Nông bình, bộ phúc chữ bác ca mùi bàn tầm lia ở đăng tha đá ra chấm riêng chọn toàn chăn xe mà. Đại chìa cổ bích rồi bỏ phá lật cầm khá lạ xì nà vạt ra tờ bàn cổng hôn đặt đầm lây khuôn của bộ. Đại là ai này dây bàn tha chia đầm lây mùi đại là lại khốn nông trong nông đá ra chấm riêng là bấy nơi khốn nông bởi tế Campuchia. Đói cổn tại Campuchia tôi đôi chia à bì 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 rửa chụp liếng. Ác xí thay đòi tờ bì mơ nổ lá. Chấm này concert niềng xí thay pram bôn nổ lá. Ai nó khốn nông mùi Campuchia. Bọn bọn bà gót chỉ trịp hỏi thả, đã ra chấm riêng với khám mênh toàn chân xe mà, đã chia cổ bệnh rô bọc lật cầm khá lạ xin và trả, miên xuân tục bà chia bệnh dập hiếp khăn nơi khốn nông chân nằm bì bọn mập hình ní, đòi bọt chấm riêng rô bọc niên miên nịa tùa xa nà xa rô bọc hốt, đòi chiêng buồn liền đón, đã chấm nôn ní, mần tuôn ai miên đã ra chấm riêng rô bọc ná, ai dốc chân niêng bà nơi lào, thuê tập bật tà niêng nơi khám mênh chay bàn tay chia riêng rô bọc. Đã ra chấm riêng sau đây là bây chú mô rùm ní à chấm riêng bán cực tùm ruông nâng chân phía xa tạm bộ phục chế bác ca kháng lỡ bán tùm lì ở đăng tiệt thả và chấm bón cồm hôn chế chân bán tiệt tôn màu kháng lợi tật cắm nông nút miền tay cồm hôn thông thông bọn mán bọn nọc đại hiến chú đầm lấy kháng lửa. Mùi bên tiết tôi sẽ nói chuyện bởi hai chiếc chung hồn hai thạc cả nhà toàn chân xe má chiếc đá ra chấm riêng là bầy. Hai đá quay mình đã sâu khuyên chiếc riêng tạm ca bởi cùng đàn trái sai. Lư cần chọn tôi được tốt, mùi là hết tại mùi cốt, đòi xa tay đầm lấy luôn niềng thầy đối chân này. Tạm bằng đá xa ni tôi được tốt mùi chấm luôn, mình ai miên là tập hiếp chú niềng làng chiếc riêng bàn lời. Lúc dìm tờ sông, nếu cực cổ rộng phá lật cầm khá lạ xí nà bà trả, bạn tổ tù xa quả thác đồng lấy luôn này đã ra chi riêng rồi bỏ cả nhà toàn chân xe mà, cổ rộng hôn. Bất chìa, bạn cầm nót đổi bạn lực lãng kháng lớp bật mẹn. Nếu cực cổ rộng phá lật cầm, là bây chú mô rụp ní, bạn bắn to ở đằng thác, cầm nót đồng lấy ní, cứ xa xóm nâng bà chìa bà dập hiếp rồi bỏ niếng, nìa bê bà chà bò ní. Lúc dìm tờ sông, bạn bắn to ở đăng tì thả và chạy bắn miên cồm hôn chỉ chẳng bạn tiện tông nhưng từ chỉ riêng nồng nốt miên tai cồm hôn thông thông phần man phần nọc đại hiên chu niên chỉ riêng nơi cai pì ni miên tìm xa của hai nút và chạy bắn cả nhà toàn chăn xây mà bạn khai chia pren eda sa đồ
របស់ក្រុមហ៊ុនធំធំពីនីយពេលខាងមុខនេះហើយនៅថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំនីខាងមុខនេះនាងនឹងត្រូវចូលច្រៀងក្នុងកម្មវិធីឆ្លងឆ្នាំឲ្យក្រុមហ៊ុនធំមួយផងដែរអ្នកគ្រប់គ្រងល្បីឈ្មោះរូបនេះបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនកំណត់ឲ្យតនច័ន្ទសីមាចេញច្រៀងតាមកម្មវិធីតូចតូចដូចជាអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬជប់លៀង នាងស៊ីថ្លៃដល់ទៅពីម៉ឺនដុល្លារថ្លៃជាងជ្រៀងតាមខនសឺតក៏ព្រោះផលិតកម្មខ្លាស៊ីណាវត្រានិងខ្លាស៊ីណាវត្រាថៃឡែនបានពិភាក្សាយ៉ាងល្អិតល្អន់ហើយនៅតម្លៃនេះជាតម្លៃស្តង់ដារអន្តរជាតិមួយព្រោះកម្មវិធីតូចៗដូចជាអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬជប់លៀងជាកម្មវិធីឯកជនហេតុនេះមានតែកម្រិតអ្នកមានសេដ្ឋកិច្ចប្រសើរប៉ុណ្ណោះទើបអាច ជូននាងទៅជ្រៀងបានរកកំហុសឆ្គងនឹងពាក្យពេចន៍ដែលមិនសមរម្យសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់ក្រុមឆាណែលរបស់យើងខ្ញុំផងសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានផ្ល្លាយៗប្រចាំថ្ងៃជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា